Chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có mẫu xe đạp địa hình Sava Decro 6.0, chiếc xe đạp khung full carbon đến từ thương hiệu Sava, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, và các bác chơi xe thì cũng rất là quen thuộc với thương hiệu này rồi. Xe được trang bị một cái lớp sơn xám tàn thuốc và pha với một chút đen, nhìn xe rất là đẹp, rất là hầm hố. Do là đã qua quá trình sử dụng, xe bãi nhập khẩu về nên là trên khung xe nó sẽ xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Nhưng mà còn về chất lượng khung hay là bộ chuyển động, ổ bi, ổ trục các thứ là còn cực kỳ là ngon các bác nhé. Khung full carbon, thương hiệu Sava, thương hiệu Đức. Model xe là Decro 6.0 các bác nhé. Vành xe là 26 inch. Vành nguyên zin theo xe luôn. Mày bi vòng cuối lỗ các bác nhé. Sử dụng khóa lốp của Maxxis. Khóa lốp này là 26 x 2.1 các bác nhé, 2.10, cái bản lốp cũng tương đối là lớn. Giúp cho bác đi địa hình hay là đi đường dài nó rất là bám đường. Bộ chuyển động của xe thì xe được sử dụng bộ Shimano DOJ XT các bác nhé. Bộ chuyển động cực kỳ là ngon trong cái phân khúc giá rồi. 10 tầng lít và gạt đĩa Shimano DOJ Dynaship với 3 tầng đĩa đạp đi trục rỗng. Thì xe này có 30 tốc độ khác nhau các bác nhé. Trên phần ghi đông đây thì chúng ta trang bị tay bấm xả DOJ, hai bên cụm phanh dầu Shimano. Chuyển động này thì nguyên zin nguyên bản theo nhà sản xuất nhé. Đề này cũng là nguyên bản theo nhà sản xuất. Dây thì đã được chạy âm sườn rồi. Nước sơn này tông màu rất là đẹp luôn nhé. Sản xuất dầu thủy lực đến từ thương hiệu SR Suntour. Màu đồ của cái này là XCM các bác nhé. XCM 30, thương hiệu SR Suntour, một cái thương hiệu làm sóc cũng rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới rồi. Mày như trước là vành cũng là nguyên zin nguyên cặp theo xe, bị vòng hết. Cấu hình cũng cực kỳ là ngon luôn nhé, khung carbon rồi thì cấu hình Shimano DOJ XT. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy. Thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Nhà xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi phù hợp. Bộ chuyển động là Shimano DOJ XT nhé, 10 lít và 3 tầng đĩa đạp, một xe có 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là nhẹ, thì là mượt mà. Thì chiếc xe đang được bán lên mức giá là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 109943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông
để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.